Lily Luta, tình cũ bị Bùi Anh Tuấn chối bỏ phũ phàng, mang tiếng tiểu tam cướp bồ ngân 98. Lily Luta và Bùi Anh Tuấn từng có thời gian mặn nồng, thế nhưng hoàng tử ballad đã phủ sạch trơn mối tình này. Một thời gian sau đó, hot girl người Khánh Hòa bị cho là tiểu tam xen vào cuộc tình của Lương Bằng Quang, ngân 98. Lily Luta sinh năm 1992, bước chân vào showbiz với tư cách người mẫu ảnh. Thuở mới chập chững vào nghề, Lily Luta theo đuổi hình tượng kẹo ngọt đáng yêu, sau này hot girl người Khánh Hòa thay đổi phong cách quyến rũ, trưởng thành hơn. Bị Bùi Anh Tuấn chối bỏ. Theo đó, sau khi nổi tiếng từ cuộc thi The Voice 2012, Bùi Anh Tuấn có tình trường khá phức tạp. Anh từng bị bắt gặp hẹn hò với Hương Tràm, cũng là thí sinh The Voice năm đó. Hai giọng ca trẻ khá thoải mái, công khai yêu đương. Một vài lần họ đưa nhau đi ăn đêm đều bị các ống kính bắt gặp. Fan của cả hai giọng ca đình đám đều rất hào hứng về chuyện tình của họ. Thì nam ca sĩ bất ngờ bỏ rơi quán quân The Voice để chạy theo hot girl Lily Luta. Sự việc bùng nổ khi Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm cùng diễn tại một địa điểm nhưng họ không chào nhau, đi cạnh Bùi Anh Tuấn đến địa điểm hát là hot girl Lily Luta. Bùi Anh Tuấn sát cánh bên người đẹp phim biết chết liền, mặc những thông tin anh không chung thủy với Hương Tràm, nam ca sĩ và Lily Luta vui vẻ đi về cùng nhau. Sau sự kiện này, có nhiều tin đồn cho rằng Lily Luta là người thứ ba khiến Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm chia tay nhưng cả hai đều không lên tiếng đính chính. Lily Luta và Bùi Anh Tuấn nhiều lần bị bắt gặp đi ăn khuya cùng nhau. Lúc này, nam ca sĩ đã dần thừa nhận chuyện hẹn hò với nữ diễn viên biết chết liền, do đó họ thoải mái công khai tình cảm. Sau khi đi ăn về, Bùi Anh Tuấn chở bạn gái về nhà bằng xe máy, Lily Luta không ngại ôm eo bạn trai tình cảm. Mặc dù có một khoảng thời gian bên nhau và vô vàn kỷ niệm đẹp, nhưng sau đó Bùi Anh Tuấn đã phủ nhận sạch trơn mối tình với người đẹp Khánh Hòa. Nam ca sĩ phũ phàng cho rằng giữa họ chỉ là bạn bè và chưa từng thuộc về nhau. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết, đính chính về chuyện tình yêu của mình, Lily và mình chỉ vô tình gặp nhau và là bạn của từng cá thể mà thôi. Tôi là tôi, chẳng là của ai cả, nên quên dùm ai đó là Lily Luta. Cảm ơn, dòng chia sẻ của anh khiến nhiều người khó hiểu. Cùng lúc đó, Lily Luta cho biết chia tay Bùi Anh Tuấn để cả hai có thêm thời gian tập trung cho công việc. Nghi vấn tiểu tam chen vào cuộc tình của Ngân 98 Lương Bằng Quang. Năm 2019, chuyện tình chú cháu của Ngân 98 và Lương Bằng Quang gặp nhiều sóng gió. Thời điểm đó, Ngân 98 tiết lộ lý do tan vỡ là do Lương Bằng Quang nhiều lần ngoại tình cùng hàng tá các bóng hồng ngay trong nhà. Không hề kém cạnh, nam ca sĩ tạo sóng bằng loạt hình chụp với Lily Luta. Kèm theo đó là caption đậm chất bóng gió như thể hai người sắp yêu nhau đến nơi, vô tình từng gặp nhau thời điểm bắt đầu, giờ lại gặp nhau ở kết thúc, phải chăng là điểm báo? Sự mập mờ của nam nhạc sĩ sinh năm 1982 khiến không ít bình luận hoài nghi Lily Luta là người thứ ba xen vào hạnh phúc giữa anh và Ngân 98. Ngay sau đó, Lily Luta cho biết cô và Lương Bằng Quang không chơi chung, chỉ gặp nhau 2 lần và nam ca sĩ là người chủ động xin chụp ảnh cùng cô. Mình hoàn toàn không quan tâm và chỉ thấy tức cười khi được bạn bè gửi link cho xem. Vào khoảng năm 2016, mình đi họp báo và tình cờ gặp anh Quang, anh có đề nghị chụp hình chung. Trong ngày sinh nhật của mình có mời bác sĩ Chiêm Quốc Thái thì anh có dẫn theo anh Quang. Đó là lần thứ hai chúng mình gặp nhau, anh Quang đề nghị chụp hình chung vì lịch sự mình không thể từ chối, mình không muốn bị mang tiếng chảnh. Nàng hot girl cũng nhấn mạnh bản thân không hề quan tâm đến lùm xùm tình cảm của Lương Bằng Quang, Ngân 98, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa người này và cô không thân thiết như trên ảnh, không muốn bị lôi kéo vào. Phẫu thuật thẩm mỹ 3 lần, từ sửa mặt đến tân trang vòng 1. Nhan sắc của Lily Luta có sự thay đổi rõ rệt theo thời gian, không còn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như trước. Lily Luta giờ đây sở hữu sống mũi cao, cằm thon gọn, bờ môi căng mọng, gợi cảm. Chính vì thế, người đẹp nhanh chóng dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2014, Lily Luta trở thành tâm điểm truyền thông khi mạnh dạn công khai hình ảnh quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Sau những lần giao kéo, diện mạo mới của Lily Luta cũng dần được khán giả chấp nhận, không còn bị ném đá vì đơ cứng như lúc đầu. Lily Luta cũng thẳng thắn phản pháo những ý kiến cho rằng mình nghiện giao kéo. Nếu như thế, chắc chắn tôi không dừng lại mà sẽ chỉnh sửa toàn thân luôn. Tôi chỉ cố gắng để những đường nét trên khuôn mặt trông cứng cáp và trưởng thành hơn theo cách mình muốn. Tôi không phẫu thuật vì thích thể hiện hay nghiền, bởi tôi không muốn biến thành con người hoàn toàn khác. Sau khi thẩm mỹ, Lily Luta thường xuyên gây chú ý với những bộ ảnh thời trang gợi cảm táo bạo, vấp phải nhiều ý kiến cho rằng mình khoe thân quá đà. Bạn gái cũ của Bùi Anh Tuấn vẫn tự tin cho biết, tôi cảm thấy body mình đẹp, tuổi trẻ của mình cũng đang đẹp nên muốn phát triển điều này bằng những shoot hình để khi mình già còn có cái nhìn lại mà không luyến tiếc. Điều quan trọng là tôi thường không để ý nhiều đến những lời nhận xét của mọi người. Tôi làm những điều tôi muốn, chụp những bộ ảnh mà tôi yêu thích, thể hiện được tính cách của bản thân. Mọi người hiếm khi gặp tôi mặc đồ sexy ở ngoài đời. Trang phục hàng ngày của tôi là những chiếc đầm tiểu thư nhẹ nhàng, đơn sắc, kín đáo. Nó đi ngược với phong cách tôi thường chụp hình. Mặc dù có sự nghiệp thuận lợi, Lily Luta lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù vướng không ít nghi vấn phim giả tình thật với các bạn diễn nam, nhưng người đẹp chưa một lần lên tiếng xác nhận. Có thời điểm, Lily Luta được cho là đang hẹn hò với một thiếu gia. Tuy nhiên, trước tin đồn này, cô chỉ giữ im lặng.